Ok, cái video này tôi muốn nói về một cô bé khách hàng của tiệm nail. Là cô Cassie Kaiser, ok? Cassie Kaiser, C-A-S-S-I-E. Kaiser là đúng là K-I-E. No, K-A-I-S-E-R, K-A-I-S-E-R. Cassie Kaiser. Trên Facebook của cô là Cassandra Kaiser, ok? Cô này mắt kẻ rất là đen đậm và tóc thì blonde, ok? Khoảng 22 cho đến khoảng 26 tuổi. Cô này chuyên môn đi làm nail và reverse cái charge, tức là khi mình chặt tiền thẻ rồi á, 5-7 ngày sau cô ta gọi thẻ credit card, cô reverse cái charge của cô, tức là làm 110 đồng đi, cô đòi không trả đồng nào hết. Cô không biết cô nói gian lận hay làm sao á, mà cô cứ gọi mình, cô nói là tôi không happy với cái service. Một khi cô ta gọi như vậy á, là cô ta biết là mình có vấn đề ha, mình biết là có vấn đề với cô ta. Và sau đó mình bị reverse cái charge, cái thẻ credit card nó không cho mình chặt tiền đó, và nó gửi thư đến mình, thư nó bắt mình phải fax lại cái credit card receipt, không mình merchant mình phải gửi lại cho nó. Rồi nó không nói gì mình thêm là tại sao reverse hết. Mà cái cô Cassie đó thì cô gọi mình, cô nói là ê, tôi cô thích hunting, cô đi hunting, ok, cô làm nail móng dài vậy nè, mà đi hunting mình đã nghi ngờ rồi. Cái năm gãy ngày sau nói tôi đi hunting và móng tôi bị gãy và tôi không happy với cái service, cho nên tôi muốn reverse cái charge, tôi không được charge nói gì 110 đồng không charge được. Nếu mà cô unhappy, cô không vui tính, vui lòng thì cô quay lại tôi làm lại cho cô, phải không? Móng đẹp lên Facebook gọi như show off này, đẹp này nè, xong rồi vài ngày sau thì đòi reverse cái charge. Và chúng tôi bị hãng credit card nó gọi và nói chuyện, xong rồi sau đó nó gửi thư cho mình, sau đó nó đòi là mình phải gửi tin tức tới. Bây giờ thì chưa biết kết quả ra sao, tại vì nó không chịu nói thêm cho mình, nó nói là cái charge bị reverse, bây giờ bạn phải gửi cái receipt tới để chúng tôi thanh tra, tức là investigate, xong rồi sau đó có hay không thì quý vị sẽ biết sau, nhưng mà bây giờ tôi không có nói được gì thêm hết. Cái thẻ credit card nó nói vậy đó. Thì bây giờ chúng tôi rất là nhức đầu, ok, 110 đồng tự nhiên mất cái uống không. Cho nên chúng tôi cảnh cáo cho quý vị biết, tôi là người báo tin cho quý vị biết, để quý vị kỳ sau gặp cô này phải cẩn thận bắt cô ta trả tiền mặt, ok. Cassandra Kaiser hoặc là Cassie Kaiser, ok. Trên Facebook là Cassandra Kaiser, ở ngoài có tên là Cassie, mà cô này sống ở Minnesota và Oklahoma, ok. Tại vì gia đình cô, ba cô ở đây và cậu cô ở đây, vì gia đình đây, còn cô thì dọn về Oklahoma, nhưng mà thường lên Minnesota lắm. Mà cô này cô nhảy vòng vòng đi vào mấy tiệm nail để mỗi cái được làm free, phải không? 10 tiệm thì cũng phải 5-7 tiệm được free, và bị mất cái thẻ. Mấy thợ nail nào mà chủ tiệm nail mà không biết đối phó với tiếng Anh á, cái thấy phiền lắm. Còn tôi thì tiếng Anh, tôi ở đây 38 năm rồi. Tôi nói chuyện với tôi nói chuyện hết, tôi là nghề thông dịch nữa, không? Bản thông dịch của tôi nè. Tôi đi thông dịch luật sư rồi bác sĩ rồi đủ thứ hết, cho nên tôi có thể deal được cái tụi credit card và tôi không sợ. Nhưng mà tôi nói với quý vị biết là nó rất là phiền, cái con gái Cassie này. Và ngoài ra tôi có hai người chủ tiệm tóc, ok, cũng bị dính với cô này, cũng vì cái cô Cassie này, ok. Người ta nói với tôi, yeah, thợ của tôi cũng vậy, làm xong nó đòi reverse the charge, mà nói no, mày unhappy, mày tới đấy tao làm tóc mày lại, tao làm màu lại, tao bỏ thời gian tao làm, chứ tao không có reverse the charge. Mà muốn reverse thì discount thôi, tức là bớt đi thôi, chứ ai mà reverse 100%, phải không? Và cái cô bạn, cô mà làm người tóc cho cô Cassie này, vậy cô nói, yeah, cái con nhỏ này hồi nó mới tới tôi á, nó cũng nói là nó mắt lông mi nó bị infection, ok, lông mi nó bị infection, mà thật sự như tôi làm không bao giờ bị infection hết, nó dám nói xạo nó bị infection, xong rồi đòi tiền lại, xong rồi tôi nói no, mày đến đây tao làm lại lông mi cho mày chứ tao không lấy tiền. Thế là cô làm xong, xong rồi đuổi nó đi thôi, phải không? Nhưng mà giờ hết làm lông mi rồi, nó làm tóc mà rất là khó. Và chuyện này rất là quan trọng này, con nhỏ này nó đến tiệm mình, nó uống rượu không à, nó uống bia, ok, nó mua 4 chai bia wine cooler, nó ngồi nó uống, tay nó thì lắc lư, nó đưa mình làm nail, nó lắc lư vậy nè, nói nó ngồi yên không ngồi yên, mà nó happy, hiểu không? Nó rất là vui đến, xong rồi nó làm chuyện, làm việc xong cái nó về nó đòi tiền lại, khôn vậy đó. Cho nên quý vị ở Minnesota, vùng Lakeview, tôi thì ở vùng Bloomington và Burnsville, cho nên và dưới Oklahoma City, ai mà bị Cassie á thì chỉ lên cái video này, ok, Cassie Kaiser, con nhỏ đó là con nhỏ điếm, tức là điếm thúi chứ không phải đi điếm, ok. Tôi bị và hai người khác của tôi, tại vì nó đi nhiều nơi và cho nên nó bị có cái mark rồi, có cái vết rồi, ok.
hai người khách hàng của tôi là một người là chủ tiệm tóc independent, tức là cô mướn station và cô làm, nên cô một mình đơn độc cô làm thôi, cũng bị con nhỏ này làm. Và có một người khách hàng của tôi tên là Alina, cô có hai cái tiệm upscale hair salon, tức là quý vị vô đó là đàn ông không là 60 đồng một cái haircut, ok, minimum là $45, xong nó thảm lắm là 60 đồng. Nên cô này cũng bị luôn, cho nên họ ghi chú cái người hay gọi lại than phiền, họ ghi chú lại hết, cho nên cũng dính con này luôn, Cassie, ok. Và nói là nó run the same scam, tức là nó làm một cái scam, một cái mánh mối của nó, cái mối lợi của nó là nó scam mình đó, tức là nó làm việc xong nó happy với mình, nó làm cho mọi chuyện êm xuôi, cái nó gọi nó than phiền chút xíu, cái nó đòi reverse cái charge, mà cái charge của nó tóc á thì quý vị biết không, làm á hả 250 đến 300, còn nail nó cũng làm everything maximum, nó làm top of the line nhiều design để nó get the best deal, mà nó đâu có làm cái minimum, tức là cái nhỏ xíu để nó đòi reverse nào đâu. Nó làm tiệm tôi xong là 110 đồng, mà nó đòi reverse 100% cái charge. Nếu mà cô muốn thì cô quay lại đây, tôi không hài lòng, tôi quay lại đây tôi làm lại cho cô, đúng không? No, nó không chịu, nó nói I'm unhappy with service, crappy job này nọ luôn tụi bạn, và nó đòi reverse, cho nên quý vị cẩn thận, ok. Con nhỏ Cassie Kaiser, ok, hoặc là Cassandra Kaiser, cẩn thận con mẹ đó. Nó không phải con mẹ, nó chỉ là có 22 đến 25 tuổi à, ok. Chúc quý vị may mắn là thành công trong việc ngành nail và ngành tóc nha. Bye bye.